Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay nhà Thảo sẽ ăn cơm với lại thịt kho trứng và dưa hấu nha. Ăn cái món này là y chang ngày Tết luôn. Rồi bây giờ Thảo xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với lại ba mẹ con Thảo nha. Rồi hai đứa chào ông bà cô chú đi con. Trứng gà cốt cô chú có nghĩa là trứng cút, hảo kho trứng cút với lại trứng gà kêu là trứng gà cút. Rồi bây giờ mời ông bà cô chú ăn cơm với lại ba mẹ con Thảo nha. Bữa nay ba mẹ con Thảo ăn giống như là ăn bữa cơm ngày Tết luôn á, chỉ thiếu là dưa kiệu nữa là sẽ y chang luôn á. Ủa con để cơm đây vậy hả? Rồi bây giờ mẹ lấy nha, lấy trứng cút cho con nha. Dạ không phải, trong lớp rồi Duy Anh con muốn trứng nào hay là con muốn ăn thịt? Con muốn ăn thịt chứ trứng. Rồi cho con thịt. Trứng. Trứng này. Nó có bé ăn hết mẹ lấy nữa. Con muốn ăn này. Đừng có. Con không ăn trứng cút, con ăn thịt già thôi. Đó, lộn xộn. Rồi. Mình để thịt nữa. Thịt nữa. Rồi. Con muốn cái gì? Thịt luôn. Này. Rồi, bon appétit. Bon appétit. Merci cô giáo. Merci mẹ chứ sao merci cô giáo, mẹ nấu ăn mà. Nấu mà. Thế trong lớp cô giáo cũng nói cũng dạy mà. Merci cô giáo. Merci mẹ. Ừ, thì trong lớp thì merci cô giáo, còn ở nhà phải merci mẹ. À, Thảo. Merci cô giáo. Mẹ không phải cô giáo. Cô giáo. Ừ, cô giáo ở trường. À, Thảo kho thịt thịt nạc nha cô chú, không phải nạc mà là cái gì ta? Thịt thăn hả? Cô giáo. Cái thịt này nó mềm lắm. Cái thịt mà người ta hay làm thịt mà người ta hay làm xá xíu á. Mẹ bà cô chú là xá xíu đúng rồi. Là ông bà cô chú. Cái gì? Mẹ cá lúc có a. Không, no, vậy sao mẹ ăn được? Mẹ chan vô cơm cho con nha. Rồi, chứ trời ơi, vừa ăn mà bắt mẹ vừa làm vậy chắc mẹ khỏi ăn luôn. Mình đang quay thì con phải thử ăn chứ mới giỏi chứ. Đang quay mà kêu mẹ chế, sao mẹ ăn được? Hôm nay Hậu còn cảm cô chú, chứ có hết. Nãy con muốn mẹ trẻ. Để gì? Đây, dưa hấu. Dưa hấu đỏ eo. Dưa hấu quá trời nước luôn. Tỉa con luôn hả? Trứng cút. Mẹ sẽ ăn trứng gà. Ở đây không có một chén nước tương với lại ớt. Ngọt quá. Cái gì nữa con? Trứng cút. Trứng cút à? Anh ba thích ăn trứng cút. Trứng cút ở bên đây mắc nha cô chú chứ không có rẻ. Trứng gà nó rẻ hơn trứng cút. Ngon. Dưa leo. Mình nó ngon. Ngon. Quá ngon. Dưa leo. Ăn đi con. Mẹ cứ xin con với em.
mà sẽ có ăn là sẽ ăn cái chút cốt và có để cái phụ xế từ đó lại. Ừ. Sang cơm bà con múc cho bà con, cho bà con để đó hoài lại. Để chi cho? Muốn để gì? Cái nước súp. À, cái nước. Cái gì nó rớt nghe, gặp. Đây đây mẹ chế, mẹ chan cho con. Khẩu khoai với lại nước dừa. À, bạc đồng con. Nó không có mặn. Thường á, hai đứa nó hay, trời cay quá. Hai đứa nó hay hít hốc cái nước này nè, cho nên thấu kho không có mặn. Ngọt ngọt. Nhà Thảo không có ăn mỡ, cho nên Thảo nó nạt không à. Mà cũng không. Ừ? Mà có chút nữa nè. Chút nữa. Mà có chút nè. Có ăn nè. Ừ. Có nè. Hay là có chút con thôi, còn có cái hai nữa. Ngồi xuống đi con, trời ơi. Nóng ngồi xuống té. Trời ơi, ông bà cô chú thấy rồi. Tại giờ trời nóng, cô chú cho mặc mấy cái này. Mi xuống rồi cô. Cho mát. Hai cái nách của con. Nước bậy á. Nước bậy nè. Nhà Hậu không có ăn mỡ, cho nên Hậu kho thịt nạc. Có khi Hậu kho đùi. Kho đùi Hậu cũng bỏ mỡ luôn. Chưa con, kho đùi cái Hậu cũng phải bỏ mỡ ra đó. Thì thường á, kho mà thịt kho trứng vậy nè, kho tàu, giống như là kho tàu thường là mình phải kho ba chỉ, hoặc là mình phải kho, nói chung là phải mỡ mỡ mới ngon. Nhưng mà tại vì nói kho thịt nạc xong ăn nó cứng nó khô quá, nhưng mà tại vì giống như là ai thích ai ăn mỡ được thì nói vậy ngon, nhưng mà nhà Thảo là kho thịt nạc ăn mới ngon, còn kho cái kia là không ăn được. Nữa xuống kho. Chứ đúng là thịt kho tàu là phải kho ba chỉ. Uống rượu ra nhưng mà không có biết ăn. Không biết ăn mỡ của chú ơi. Ăn nạc là ngon. Thế sao mẹ phải rửa tay? Tại nó sợ cay. Hậu Hậu ăn ớt á, Hậu sợ cay. Cái gì vậy? Bỏ ra con không sao. Có cho là mất của chờ ha. Là mất của chờ ha. Mẹ sẽ ra được. Trời đất. Mẹ có cái đó mẹ. Mẹ có cái đó mẹ sẽ ra được. Vì không ngọt. Nụ. Nó có ngọt. Nó có ngọt. Này. Rớt hả? Thôi không sao, lát mẹ ơi. Gấp miếng dưa hấu cũng rớt nè. Cảm ơn khen khỏi. Nha, cô chú thấy không? Một đứa làm rớt, là đứa kia nó bắt trước làm rớt heo. Nói vậy sao mẹ không la được? Mẹ la ai? Mẹ la còn với em này. Nó có là bị ngã. Làm rớt, cái tự nhiên làm rớt heo. Nó bị cho bê. Không sao, không lát mẹ dọn. Tao không có bắt chuốt cho mẹ em. Ăn con, ăn nhìn. Nó được có. Nhậm đi. Bây giờ em lặp lại nó con. Nhậm đi. Cho hai đại đại nhé con. Khoái ăn dưa leo. Ngoài hướng, ngoài hướng. Lên mẹ xong.
con ăn xong. Cà lóc, cà lóc quá cô chú, phải sửa lại. Cái chén này á, nước tương, hả, nước tương với ớt. Hảo ăn ớt á, mà dứt ớt, ăn nước tương gọi nguyên. Có cả ớt. Cái này con phẩm sao? Dạ. Thiệt tình. Lên. Ăn ngon ngon ngon. Ăn giỏi nè. Đừng có sao nó bị đứng. Đừng có đứng dậy mà sợ té. Mà nó cũng đúng cốt. Sợ té u cái đầu. Mam. Mam. Sợ té u cái đầu. Mam. Mẹ bị bấm xuống luôn. Đúng vậy là ai dạ. Ờ, ai dạ. Nó ăn món này có làm vậy. Không có làm có cái này như vậy. Kêu phải làm giống như ăn thịt nướng Hàn Quốc á cô chú, mà món này đâu có làm vậy. Cô phải ăn thịt đâu. Có khổ. Ý là ăn đi con. Ừ, cơm thì còn nguyên vậy. Mẹ cơm cũng có xài dây. Mẹ cơm cơ. Mẹ cũng có xài dây. Nhâm 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 nhâm. Sang cà lát chung với cái chuối. Mẹ xong rồi. Có sao lẽ. Ăn cơm mà ăn với chuối dưa hấu. Ngon. Qua là xoài. Không sợ. Hồi nhỏ không còn ăn cơm với đường nữa. Đường với chuối. Rồi. Ngon quá. Mẹ xong rồi. Hồi vui nha. Được. Ô bà có chứ. Ô. Hồi vui nha. Ô bà có chứ. Nha. Rồi bà cô chú ơi, thì video hôm nay họ sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.